Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh YouTube quảng cáo sản phẩm mới của công ty Nội thất Sơn Đông. Kính thưa quý vị, hiện nay gỗ Cẩm Lai đang nằm trong top 1 những danh sách nội thất bán chạy nhất tại các cửa hàng Nội thất Sơn Đông chúng tôi bởi những đặc tính vô cùng nổi bật như vân gỗ tự nhiên cực kỳ đặc sắc và thu hút, khả năng chống chịu với bọt tự nhiên rất tốt, gỗ cứng chắc và nặng, và hiện nay giá trị kinh tế của gỗ Cẩm Lai cực kỳ cao trên thị trường Việt Nam. Và video clip ngày hôm nay đang được chúng tôi trực tiếp tại showroom quận 7 ở 92 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, nhằm mang đến cho toàn thể quý khách thêm một siêu phẩm mới được làm từ dòng chất liệu gỗ Cẩm Lai xịn 100% cực kỳ cao cấp. Đây sẽ là một trong những sản phẩm đáp ứng được các tiêu chí cần thiết nhất của mỗi khách hàng. Bộ sản phẩm mang tên gọi bộ bàn ghế chạm nghe với kích thước tay của 16 và gồm 10 món, một sự kết hợp cực kỳ độc đáo giữa chất liệu gỗ cao cấp và kiểu trạng cực kỳ bắt mắt. Xin mời toàn thể quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi theo dõi đến hết phần video clip ngày hôm nay để nhìn ngắm và cùng nhau mang ra những quyết định lựa chọn tuyệt vời nhất cho gia đình mình. Một bộ sản phẩm cực kỳ đẳng cấp được chính công ty Nội thất Sơn Đông chúng tôi sản xuất. Bộ sản phẩm gồm 10 món với một bàn lớn được chúng tôi tuyển chọn từ phần nu cẩm 100% hay còn được gọi là vân hoa da báo cực kỳ đặc sắc và nổi bật. Chiếc bàn trung tâm với kích thước cực kỳ khủng, với chiều dài 1m95 và rộng 95cm, chúng tôi làm theo kích thước của bộ cột 20, rất là hoành tráng. Và việc tuyển chọn những phần vân nu rất là đẹp mắt, vân nhiều xoáy và có các vệt đốm mà người ta thường hay gọi là vân hoa da báo. Đây là nét đặc sắc và cực kỳ quý hiếm của bộ sản phẩm ngày hôm nay chúng tôi đang giới thiệu đến toàn thể quý khách. Vân rất đẹp và khủng. Bằng mắt thường quý vị và các bạn có thể thấy được sự đặc sắc và cực kỳ thu hút. Diện tích bàn cực kỳ lớn để quý vị và các bạn có thể thoải mái tiếp khách vào những dịp quan trọng của gia đình mình. Và form bàn cao ráo chúng tôi thiết kế thêm hai học kéo hai bên, rất là tiện lợi trong quá trình quý khách sử dụng. Và chi tiết tiếp theo đó chính là chiếc ghế dài với chiều dài phủ bì là 2m17, chúng tôi đo trực tiếp. Và lòng ghế sâu lọt lòng là 58cm. Được thiết kế với 3 tựa lưng rất là dày dặn và chắc chắn. Kích thước đoạn dài rất là rộng rãi và thoải mái, mang đến tư thế ngồi có thể từ 4 đến 5 người lớn trở lên. Kết hợp với nghệ thuật đục chạm biểu tượng nghê, mang đến giá trị nghệ thuật cực kỳ đẹp mắt và có hồn. Con nghê lớn rất đẹp và nhìn rất là hoành tráng. Được thợ của chúng tôi đục tay hoàn tác sản phẩm, tạo nên sự mềm mại và cực kỳ có hồn, mang đến giá trị phong thủy to lớn cho bất kỳ ai là chủ nhân sở hữu bộ sản phẩm ngày hôm nay. Kích thước cột 16 đem đến sự hoành tráng và bề thế cho phòng khách của mỗi gia đình. Và chúng tôi cũng tuyển chọn cực kỳ kỹ càng từ phần vân gỗ đẹp, ván gỗ không có tì vết, mặt gỗ rất là sáng và không có thẹo hay mắt chết. Tôi sẽ quay cận cảnh hơn để quý vị và các bạn có thể nhìn ngắm. Kích thước củng cộng thêm việc chúng tôi lựa chọn các phần gỗ có vân đẹp và đạt chất lượng cao, mang đến giá trị cực kỳ thẩm mỹ cho sản phẩm ngày hôm nay mà chúng tôi giới thiệu đến toàn thể quý khách. Và đi đến chi tiết tiếp theo đó chính là 4 chiếc ghế đơn của bộ sản phẩm. Kích thước ngang phủ bì là 98cm và lòng ghế sâu lọt lòng là 58cm. Đây là những thông số kỹ thuật quy chuẩn của bộ kích thước cột 16 mà công ty Nội thất Sơn Đông chúng tôi bán. Rất là đẹp. Mặt trước và mặt sau, kể cả các phần tay ghế cũng được chúng tôi đục chạm rất là sắc sảo và kỹ càng. Phần tay được đục chạm nghê lớn,
rất là sắc sảo và tài hoa. Tất cả các tứ diện của yếm bàn hay ghế đều được chúng tôi chạm trổ rất là sắc sảo. Các đường nét rất mềm mại trên nền gỗ dày dặn. Các chi tiết vân gỗ đều được chúng tôi tuyển chọn rất là kỹ càng. Để đảm bảo sự đẳng cấp của một bộ sản phẩm có giá trị kinh tế như thế này, tôi sẽ quay từ từ đến các chi tiết và từng chiếc ghế đơn để quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng và nhìn ngắm. Đây là phần cột 16 của chiếc ghế đơn thứ 3. Quý vị và các bạn có thể thấy vân cực kỳ khủng, xứng đáng là một trong những danh sách nhóm gỗ quý hiếm bậc nhất tại Việt Nam hiện nay. Gỗ Cẩm Lai. Bốn chiếc ghế đơn đều đẹp và cân xứng với nhau, tạo nên tương quan một bộ sản phẩm ăn khớp trên từng chi tiết nhỏ. Và đây là chiếc ghế đơn cuối cùng. Tay thợ đục rất đều, biểu tượng nghê đẹp xuất sắc khi nhìn từ các góc độ khác nhau. Và tôi sẽ quay cụ thể và chậm rãi vào từng chi tiết của vân gỗ để quý vị và các bạn có thể nhìn ngắm và hiểu tại sao gỗ Cẩm Lai lại có giá trị cao đến như vậy. Quá đẳng cấp cho một bộ sản phẩm. Và hiện nay thì sản phẩm bộ bàn ghế Cẩm Lai chạm nghê với kích thước tay cột 12, 14 và 16 đang là những món nội thất bán chạy nhất tại các cửa hàng nội thất Sơn Đông chúng tôi và được rất nhiều khách hàng nước ngoài và trong nước quan tâm và tìm hiểu. Ngoài ra thì bộ sản phẩm gồm 4 chiếc đôn, 2 cái đôn nách với diện tích 58 x 48cm cũng được tuyển chọn rất là kỹ càng. Những ván gỗ đẹp và thiết kế cân xứng với tổng quan sản phẩm. Còn đây là hai chiếc đôn ngồi cuối cùng, diện tích 50 x 50cm, được thiết kế với form dáng cao, diện tích đôn lớn, rất là hoành tráng, với một bộ sản phẩm kích thước tay cột 16 như thế này. Và tôi sẽ dành ra một chút ít thời gian để quay kỹ hơn về phần vân gỗ, giúp quý khách nhìn thấy được sự đặc sắc và đẳng cấp của bộ siêu phẩm ngày hôm nay, đặc biệt là chi tiết mặt bàn. Thật sự quá đẳng cấp đúng không ạ? Và nhìn từ mọi góc độ khác nhau thì bộ sản phẩm của chúng tôi đều toát lên được sự hoành tráng và bề thế. Sau khi xem xong video clip ngày hôm nay, quý vị và các bạn có nhu cầu tìm hiểu về các thông tin sản phẩm hoặc muốn đặt mua cho gia đình mình sản phẩm này thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0912881645 hoặc đến trực tiếp ngay showroom quận 7 ở địa chỉ 92 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh để được các nhân viên bán hàng của chúng tôi tư vấn và hỗ trợ thêm về các thông tin và thông số kỹ thuật của bộ siêu phẩm hôm nay. Và vừa rồi là những hình ảnh và thông tin chi tiết mà chúng tôi muốn giới thiệu đến toàn thể quý khách. Báo giá hàng đặt cho bộ siêu phẩm, bộ bàn ghế Cẩm Lai chạm nghê cột 16 siêu VIP ngày hôm nay đó là 490 triệu đồng. Đi cùng với đấy là những dịch vụ vô cùng hậu mãi như bảo hành 5 năm và bảo trì vĩnh viễn cho các đơn hàng quý khách mua tại các cửa hàng nội thất Sơn Đông trên toàn quốc. Giao hàng nhanh chóng và chuyên nghiệp, miễn phí lắp đặt cho các đơn hàng nội thành thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Tiền Giang và một số tỉnh lân cận miền Tây. Đặc biệt hiện nay công ty nội thất Sơn Đông chúng tôi đang có chương trình mua trả góp với lãi suất cực kỳ hấp dẫn. Quý vị và các bạn có thể đến ngay tại các hệ thống cửa hàng trên toàn quốc để mua cho mình những sản phẩm phù hợp nhất với túi tiền của gia đình.
Chính sách miễn phí đổi hàng trong vòng 30 ngày đầu tiên sử dụng sản phẩm vẫn được công ty chúng tôi áp dụng trên toàn bộ hệ thống. Cảm ơn quý khách đã quan tâm và theo dõi video clip ngày hôm nay, và quý vị đừng quên nhớ truy cập vào website nộithatsandong.com để tìm hiểu thêm về các thông tin sản phẩm và các mẫu mã khác mà chúng tôi đã update thường xuyên lên trang web chính thức của công ty Nội thất Sơn Đông. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý khách ở những video clip sắp tới. Xin trân trọng cảm ơn.